Thưa quý vị, Google là công cụ tìm kiếm hữu hiệu của chúng ta trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Còn với IOC, trung tâm điều hành thông minh, thì được ví như bộ não số của chính quyền địa phương với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh và các huyện thành phố trên mọi lĩnh vực. IOC bao gồm các chức năng trọng tâm chính như giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu báo cáo, thống kê, giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, giám sát quản lý, sử dụng đất đai, điều hành an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, tương tác giao tiếp phục vụ công dân trên Internet. Cái trung tâm điều hành thông minh thì nó đang được xây dựng kết hợp dựa trên các cái nền tảng công nghệ rất hiện đại mà được quản lý tập trung tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Và cái hệ thống này thì nó đang kết hợp với AI, tức là nó sẽ đưa ra những cái dự đoán trên cái cơ sở mà trí tuệ nhân tạo đã phân tích, thì để giúp cho lãnh đạo là sẽ có cái nhìn tổng thể để quy hoạch và để xây dựng lên một cái đô thị thông minh sau này. Chính vì vậy mà cái trung tâm điều hành thông minh IOC hiện nay người ta còn gọi nó là cái bộ não chính để cho các đô thị tiến tới một cái đô thị thông minh. Thành phố Sơn La là đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố đầu tiên trên địa bàn tỉnh đưa trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động sau trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh. Với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân, đến nay trung tâm điều hành thông minh của thành phố đã tích hợp kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở ngành. Qua quá trình triển khai, hệ thống giám sát, điều hành và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của IOC thành phố đã kiểm soát trên 36 triệu lượt phương tiện, ghi nhận trên hệ thống giám sát 8.000 lượt vi phạm. Hệ thống camera an ninh tích hợp 20 mắt camera xã hội hóa của nhà dân, doanh nghiệp lên hệ thống IOC và app Sơn La Smart, cùng nhiều dữ liệu đắc lực khác phục vụ cho công cuộc phát triển của thành phố. Thực hiện nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác chuyển đổi số, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Sơn La đã ban hành kế hoạch số 82 để triển khai thực hiện với một cái tinh thần hết sức là cụ thể, với tinh thần là năm rõ, rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào những cái riêng của thành phố, như là tập trung vào việc xây dựng đô thị thông minh để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thành phố, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên như là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bên cạnh tính năng tổng hợp và phân tích, hơn thế trung tâm IOC còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng tính tương tác hai chiều khi người dân có thể gửi ý kiến, góp ý, thông báo hoặc phản ánh cho các cơ quan nhà nước về các sự cố, vấn đề liên quan như giao thông, an ninh, hạ tầng kỹ thuật. Điều này giúp công tác điều hành và xử lý công việc được diễn ra minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Về đô thị thông minh thì nó cần có những cái nền tảng thông minh, hay chúng ta gọi là các nền tảng số cơ bản, có những cái giải pháp hữu hiệu hơn, cụ thể hơn và thiết thực hơn, đặc biệt là nó phù hợp với những cái tỉnh mà có cái mức phát triển về kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Với việc tích hợp thông tin số liệu của nhiều lĩnh vực hoạt động được thể hiện trực quan sinh động, trung tâm IOC được kỳ vọng giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội theo thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc. Thông qua hệ thống IOC cũng sẽ giúp tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền, góp phần tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền.